Xin chào các bạn, hôm nay mình có mua một cái pin cái kẹo này là cái kẹo gọi là kẹo thúi ở bên Mỹ. Thì mình cũng nghe về cái kẹo này là lâu lắm rồi nhưng mà mình chưa bao giờ thử. Hôm nay hai vợ chồng mình trong sẵn tiện mùa tránh dịch này, hai chồng ngồi chơi một cái game. Bây giờ mình chơi cái game là hai vợ chồng mình sẽ quảnh thù xì, coi thử coi người nào thua thì sẽ bị người thắng chọn bất kỳ một viên nào đó mà cho ăn, thì ai sẽ là người ăn kẹo thúi nhiều nhất. Trong này nó có nhiều cái kẹo rất là thúi, chẳng hạn như mùi dớ, rồi mùi ói, mùi môi nôn mửa này nọ đồ. Ok, các bạn đón xem nha. Ok. Này. Đọc cho nó coi. Ở trong cái hộp này nó có những cái mùi nằm ở trên đây, rất là nhiều mùi. Bây giờ mình sẽ mở ra và mình chơi. Em sợ. Mùi các bạn ở đây á, mùi rất là thơm, nó thơm như mùi kẹo rồi á, nhưng mà mình không biết được ở bên trong là mình ăn nó cái mùi nó khi mà nó bốc lên mũi mình nó như thế nào nha. Ở đây nó có một cái trò chơi, có một cái game này nè. Cái này là cái vòng quay giống như chiếc nón kỳ diệu vậy đó. Khi mà mình quay thì nó chỉ cho cái nào thì mình ăn cái đó. Nhưng mà hôm nay mình không có chơi cái này, mình chơi quảnh thù xì. Đứa nào thua thì đứa đó ăn. Bây giờ quảnh một cái hay là ba cái? Quảnh một cái thôi. Thôi quảnh ba cái đi. Thôi ba cái cho nó hồi hộp. Ba cái mất thời gian mà cố. Một cái thôi. Ok. Ok, okay. Quảnh thù xì. Ảnh tường xi. Trong này giờ mình sẽ chọn màu. Anh chuẩn bị vô em cái thao rồi con. Lỡ em có ói. Ăn đi. Lỡ em có ói em còn ói kìa. Ăn đi. Ăn lẹ đi. Cái này là cái gì màu xanh có chấm chấm chấm, không biết là ở trong này đó là cái mùi gì. Để em coi thử, mình phải tìm hiểu trước khi mình ăn chứ. Một là mùi không có cho tìm hiểu, giống như cái mùi trái gì phải không? Ăn hết nguyên trái luôn. Có mùi gì? Như mùi trái cây. Thôi. Không sao, chưa sao. Hơn. Ok, lại lại. Wow. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Không, bây giờ em ăn rồi không có mùi gì cho nhã luôn. Không. Nốt đây. Không ra. Không cũng được. Cái này là viên màu trắng nha mọi người. Chắc mình ngày hôm nay mình ăn hết cái hộp này quá. Kinh dị quá. Cái này màu gì á? Không biết. Bất đề khác. Mùi nước rửa chén. Ghê quá. Cái mùi gì vậy? Mùi nước rửa chén. Ồ má ơi. Hãy cho cảm giác như thế nào. Trời ơi đúng. Không được rồi, mình mới chuẩn bị cái con gác thôi. Trời. Bớt thở đi, thúi quá. Bớt thở đi, thúi quá. Dẹp cái con gác. Em muốn uống nước. Con muốn uống. Cái mùi gì kỳ quá vậy.
ông xã. Mùi nước rửa chén. Mùi nước rửa chén nó không ghê cái mùi này luôn, nó thiệt á. Chảy nước mắt luôn rồi mọi người ơi. Cái mùi nó cứ lẫn quẩn trong miệng ngoài nó quá luôn. Mùi nước rửa chén. Ok. One, two, three. Thấy bà rồi. Thấy bà rồi. Không lẽ cuộc đời của tôi hoài sao? Thời tới cản không nổi. Tôi sẽ chọn viên màu xanh. Màu xanh nha mọi người. Màu xanh giống gì? Ấy. Màu xanh giống gì nè? Cái mặt của Liên. Sao? Ngon quá. Mùi xinh gấm mà. Ngon quá. Cái là lại. Em sợ quá, không biết chơi quá. Sao. Quảng đầu dịch. Thấy bà miệng bà thối quá. Ăn cái gì hồi nãy thối kinh luôn á. Nước rửa chén thôi mà. Ngồi này đi. Cái này là màu trắng. Có chấm. Không phải màu trắng đâu, cái đó màu vàng vàng á. Ờ, vàng vàng. Ờ, đây. Ngon nữa hả? Được, được. À, mùi trứng thúi. Hay kia thôi. Thúi quá. Mùi gì? Mùi trứng thúi đúng không? Tốt tình ép. Là mùi gì trứng thúi nha. Mình mới quay qua đây đúng không? Mày không thấy xíu. Ok. Xích vô nè. Ok. Chịu nổi không? Chịu nổi. Thúi đúng không? Tiếp tục. Chảy nước mắt. Cái này lại 1, 2, 3. Cái mùa kèm, mùa kèm có kèm đạm luôn. Lẹ đi, hài hòng quá. Mình sẽ lựa coi cái màu nào mình thích như cái gì. Mọi người, đây, mình sẽ chọn cái này giống như là cái trứng cút vậy đó. Mình thấy không? Đó. Không biết là nó là mùi gì. Stinh bất là mùi gì nè. Stinh bất hả? Anh ăn anh tự đoán là mùi gì luôn đi. Cái mặt không gớm quá. Mùi mùi giống mùi cà phê mà. Trời ơi, anh ăn mà tôi nghe mùi tới đây luôn. Mùi gì vậy? Gớm quá. Mùi giống như gì? Mùi gì á? Sao em nghe mùi cà phê mà? Hay về quá. Nó giống mùi gì? Không biết luôn. Nhưng mà nó mùi này nó không phải là cái mùi kẹo mà mùi gớm lắm. Gớm mùi gì chứ nào ấy? Không, mình không biết được cái mùi gì nữa. Có điều trên đời này không bao giờ có biết cái mùi gì. Để coi mùi đó là mùi gì. Sting bug. Sting bug. Sting bug là mùi gì? Mùi này nè. Mùi giống như là mùi cái gì bốc mùi á, không biết. Hàng chị thấy gớm rồi. Được. Mùi đồ thiêu hay gì á. Trả lại. Ok. Tôi sợ quá, tôi sợ tới thôi. Bánh tù xếp.
Mày đặt nó bất bà đi mày đặt. Sốc. Nè, cho ăn này viên dễ dễ chút xíu màu đen. Giống trâu là. Đi. Em sợ cái mùi đó. Mùi đúng là mùi gì không? Không biết, thức ăn của chó rồi. Không, thức ăn của chó dễ mà. Thì cũng không tới nổi. Không ngon hơn mà nó cũng không tới nổi kinh dị. Hên. Hên, hên, hên. Ok, làm lại. Ừ. Không sao. Nhưng mà không thích ăn ăn nhã hả? Đúng gớm luôn quý vị. Đúng gớm luôn các bạn. Quảnh tù si. Quảnh tù si. Hên rồi. Đây. Màu hồng đi. Màu hồng chấm bi. Tôi nhìn cục này tôi linh cảm không lành cho lắm. Màu hồng chấm bi là màu gì vậy ta? Uống miếng nước được không? Phải uống nước chuẩn bị tinh thần. Màu hồng chấm bi trong này không nói. Đâu được rồi. Nó để nhiều cái khó con mà. Đại không đúng với cái màu của nó. Một bít. Ăn đi. Bỏ vô họng nhai 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 nhai. Ói không? Mùi gì? Có muộn rồi ai ói ra vậy? Cô cu mà gớm lắm kìa. Thùng gác nè. Trời ơi gớp á. Khóc luôn rồi. Sao không cho được. Cái gì? Khóc luôn rồi. Nào. Mũi giống như là ai ói rồi vậy. Thường mình vẫn đồ thầy ăn tán á, hay bị thua lắm. Mà hôm nay cái nào cũng ăn hết. Dốc. Cho em bình tâm rồi được không? Gớp quá. Không nghĩ là trên đời nó làm cái mấy kẹo gớp vậy luôn. Không chừng nó lấy đồ của người ta ói ra làm kẹo. Em sợ em mua nữa, em không nhập quả thực rồi. Bây giờ quay đi. Thôi. Quảnh tù sinh. Ê bà rồi. Nãy giờ chưa ăn cục nào ta? Màu xanh đi. Màu xanh nãy ăn rồi. Màu vàng không chưa? Màu vàng chưa? Chưa. Màu vàng á mọi người. Màu này là màu vàng cực cực. Nó bậy quá. Để coi màu vàng màu gì. Ủa màu vàng nắng rồi mà. Chưa. Màu vàng là màu trứng đuối. Ủa biết phải không? Có mùi cá chết nữa. Màu cam. À gớm quá. Cái mùi gì? Không biết được mà gớm lắm. Anh ăn mà nó biết mùi gì. Đưa hưởng lại ngay. Mùi cá chết. Phải không? Mùi cá chết. Ủa ai cho ông nhả ra vậy? Mới ăn chứ. Trời tôi ăn được nửa cùng rồi đó. Đúng gớm luôn á. Ủa thúi quá. Thúi quá. Thôi mà, trời trời nước mắt.
Thôi đúng, đúng húi luôn á. Nở không? Có nhiều mùi chưa ăn. Mùi gió thối. Mùi gió thối. Mùi gió thối là mùi cái đẹp. Tim kỳ sóc. Tim kỳ sóc là cái cục. Cục này mà nhiều màu nè. Nó nè. Hồi nãy bà mới ăn màu hồng á. Không rồi. Nhớ không? Hồi nãy đớm mà đưa gì màu hồng á. Phải không? Không nhưng phải. Mà màu hồng nó có nhiều loại lắm. Có loại đớm đớm này đớm kia. Tù mà định mệnh giới thúi không biết phải không đâu có nghe được mùi đâu không nghe được ăn đi anh thôi nghỉ anh nhảy vô giấy rồi đừng nhảy hùng rác thúi phòng trời đúng thúi luôn á đâu thôi cái cục không chưa cắn mà đã thúi rồi cái cục này đúng đúng là mùi giớ thúi hửi ở ngoài y chang khởi chiếc giớ mà mang mấy ngày dạ thúi kinh luôn á ủa anh ăn chưa thúi quá. Thúi lắm luôn á. Thúi bằng nhớ anh không? Thôi, anh còn đỡ. Thúi quá. Tôi sợ nhất cái mùi đó luôn á. Thúi. Ơi nghĩ. Đau đớn mẹ ngồi á. Trời, thúi kinh luôn á. Dạ. Chắc nguyên ngày tôi khỏi hôn luôn á. Y chang không cái mùi dớ thối luôn á. Sao nó làm cái kẹo mà cái mùi dớ gì ghê vậy chị. Không nghĩ đi. Nghĩ thôi các bạn. Mình chịu thua. Chứ nó thối quá chịu không rồi. Ok. Hôm nay mình đã khám phá cái này rồi. Thật sự nó rất là kinh khủng. Kinh khủng lắm. Hồi nãy anh ăn mấy cục rồi? Anh ăn tổng cộng là 4 cục rồi. Mà trong này nó có còn nhiều mùi khác nữa nhưng mà mình chịu không nổi thúi quá mình phải đi đánh răng rồi các bạn. Xin chào các bạn nha các bạn, nếu mà bạn thích video thì các bạn hãy like, cảm ơn nhiều, và nếu có gì bình luận thì các bạn hãy đóng góp ý kiến ở bên dưới, và chúc các bạn chống qua được mùa dịch này. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.